Trong những ngày trung tuần tháng 1 này, tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra diễn đàn du lịch ASEAN ATF do Việt Nam đăng cai. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng du lịch. 2018 cũng khép lại một năm thành công của du lịch Việt Nam với hơn 15 triệu lượt khách quốc tế và sự thay đổi diện mạo du lịch ở nhiều địa phương. Hôm nay, đoàn khách Đức đi thăm vịnh và làng chài bằng thuyền thúng. Cảnh sắc Hạ Long tuyệt đẹp rồi, cơ sở lưu trú cũng rất chất lượng, bài bản. Năm nay, Quảng Ninh đón gần 14 triệu lượt khách, thời gian lưu trú tăng lên 2-3 ngày. Đóng góp vào thành công này là loạt công trình chất lượng của các nhà đầu tư lớn. Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long với trung tâm hội nghị quốc tế, hệ thống khách sạn, villa có sức chứa gần 2.000 khách, sân golf tiêu chuẩn quốc tế mới đi vào hoạt động, đáp ứng dòng khách cao cấp. Đây là nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc năm du lịch quốc gia 2018, khai mạc diễn đàn du lịch ASEAN 2019 với trên 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Các nhà đầu tư chiến lược đến với Quảng Ninh có rất nhiều, đặc biệt là Vingroup, tập đoàn Sun Group, tập đoàn FLC với các cái đầu tư của các cái tập đoàn kinh tế lớn này thì đã làm cho diện mạo đô thị của Quảng Ninh, diện mạo đô thị của Hạ Long và các cái sản phẩm du lịch của Quảng Ninh, du lịch của Hạ Long nâng tầm lên một cái đẳng cấp mới, thu hút được các cái dòng khách du lịch cao cấp. Không chỉ Quảng Ninh, diện mạo du lịch nhiều địa phương khởi sắc nhờ vào sự quyết liệt của chính quyền, sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng. Sầm Sơn, Thanh Hóa, từ một điểm đến tự phát, thời vụ, đã trở thành lực hút du lịch biển bốn mùa, được đầu tư bài bản nhờ quần thể nghỉ dưỡng lớn và các bãi tắm công cộng. 2018, Thanh Hóa đón 8,2 triệu lượt khách, tăng gần 20%, tổng thu du lịch tăng kỷ lục gần 33% so với năm ngoái. Còn Bình Định, từ mảnh đất hoang sơ đã vươn lên thành điểm đến mới nổi của Nam Trung Bộ nhờ bứt phá về hạ tầng, nổi bật là quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Năm qua, khách nội địa và quốc tế đến Bình Định đều tăng 10%. Chưa bao giờ du lịch được quan tâm như hiện nay và chưa bao giờ du lịch được đón một cái dòng đầu tư rất là lớn của những cái nhà đầu tư chiến lược, đầu tư những cái sản phẩm du lịch có đẳng cấp, có quy mô lớn và giá trị rất là khác biệt đối với lại thế giới như hiện nay. Năm 2019, Việt Nam phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế.